Ngày 29 tháng 8, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Văn Đồng, 51 tuổi, trú tại Bình Phước, về hai tội giết người và cướp tài sản. Theo cáo trạng, bà L.T.O. trú tại phường Hương Thọ, thành phố Huế, vào xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước hái điều thuê thì gặp Đồng và có quan hệ tình cảm với Đồng từ tháng 6 năm 2010. Vào ngày 10 tháng 10 năm 2022, trong lúc lời qua tiếng lại vì chuyện về các tin nhắn, Đồng nổi cơn ghen và đâm liên tiếp 31 nhát vào cơ thể bà O, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Đồng lấy điện thoại di động và xe mô tô của bà O, bỏ trốn. Vừa qua, Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình đối với bị cáo Đặng Văn Đồng về tội giết người và 8 năm tù về tội cướp tài sản. Án phạt mà bị cáo phải nhận là tử hình.